Những ngôi nhà nhỏ xinh như thế này xuất hiện trên khắp các ngõ ngách của thôn Nhuệ, xã Đức Thương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đây là những ngôi nhà dành cho những viên pin cũ đã qua sử dụng, một phong trào mới do thôn phát động. Cái pin mà thường xuyên nhà nào cũng dùng, nhà nào cũng có, mà trước đây thì đều là vứt lung tung bừa bãi, ảnh hưởng rất môi trường rất lớn. Đặc biệt trong đó là có nhiều cái hóa chất, mà quan trọng nhất là cái hóa chất thủy ngân. Trong cái nhóm mà sáng kiến nhà của pin thì chúng tôi là gồm có 4 thành viên để thực hiện cái sáng kiến này. Là lên ý tưởng là có thể hình thành cái ngôi nhà pin sơn hình như một cái ngôi nhà rất là xinh xắn và có trang trí các cái hình ảnh sinh động và những cái khẩu hiệu biểu ngữ ngắn gọn phù hợp để cho các cháu nhỏ cũng có thể là đọc và hiểu được để tiếp cận được với cái ý nghĩa thực tế của cái ngôi nhà pin này. Thế là nước mưa nó sẽ vào, nó sẽ trôi đi, nó không ngấm vào gỗ. Còn về sau bác sẽ thiết kế lại là làm bằng kính thì nó sẽ bền hơn, an toàn hơn. Phần lớp nền đầu tiên sẽ là cái lớp khó nhất tại vì nó sẽ khó dính hơn những cái lớp kia. Đấy, đúng rồi, đến chỗ nào mà còn trắng thì là sơn cho hết. Ít nhất là 3 lớp. Cái thứ nhất là nơi công cộng. Thứ hai là cái đường đi học của học sinh. Thứ ba là sân tập thể dục thể thao. Thứ tư là nhà văn hóa, tức là những chỗ công cộng và nhiều chỗ người đi lại nhiều nhất là chúng tôi đặt vào đấy. Pin vào đã tích trữ cách đây khoảng 1 tuần. Có những cái ngôi nhà để pin này mình cảm thấy rất là tiện lợi. Hết pin là chúng tôi là không sử dụng nữa, là chúng tôi đem ra để vừa gọn gàng sạch sẽ mà vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho dân. Cứ mỗi một tháng, những cán bộ thôn cùng đoàn thanh niên sẽ tổ chức đi thu gom pin tại các ngôi nhà của pin và chuyển đến các địa điểm thu gom tái chế trên địa bàn. Đây là một thùng của một tháng là chúng tôi thu hoạch từ này pin. Nguyên liệu để làm ra những ngôi nhà pin nhỏ xinh này cũng được tận dụng từ những đồ vật đã qua sử dụng. Đây là cái mảnh gỗ mà chủ thợ mộc đã làm vào cái việc khác rồi. Còn đây là đầu thừa đuôi thẹo. Nhưng mà hiện nay là thì chúng tôi cũng là sáng kiến ra là dùng nó để vào cái việc là rất có hữu ích, tức là nhà để pin. Chúng tôi coi như là đã làm được khoảng hơn 10 chiếc để mà ủng hộ cho thôn. Bởi vì đây nó là cái môi trường chung của coi như là mọi nơi. Vấn đề môi trường là một cái yếu tố rất là quan trọng. Vì thế nên là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Gom nhiều hành động nhỏ thì sẽ thành được một ý nghĩa lớn. Sau khi cái nhà để pin đã có hiệu quả và thành công thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ tiếp tục là phát triển nhân rộng nó ra. Không những trong một thôn mà trong 8 thôn của xã Đức Thượng, mà không cũng của xã Đức Thượng mà 20 xã của huyện Hoài Đức, và phát triển tiếp tục theo nữa. Bởi vì theo tôi đây nó là cái hiệu quả mà nó ảnh hưởng và cũng rất có lợi cho toàn dân trong xã hội Việt Nam chúng ta.